sinh ra là mình đã, bản thân mình đã khác biệt, bởi vì mỗi một người là một cái bản thể, sinh ra trong môi trường khác nhau, được giáo dục khác nhau, có trải nghiệm khác nhau. Ít nhất là 2 lần trong đời phải lựa chọn sự táo bạo. Cái quan trọng ở đây là mình không trả lời được cái câu hỏi là mình là ai và mình sống để làm gì. 4-5 năm sau mình mới có thể làm được điều đó, bằng rất nhiều con đường, trong đó có cả con đường thi sắc đẹp để đủ tiền đi học. Mình khác biệt để làm gì? Đón xem tập 3 Phía Nam Của Mình, Bản Lĩnh Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 16 tháng 10 trên Women Talk Việt Nam và Miss Universe Việt Nam. Uni Media.